chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Kính thưa quý bà con, câu chuyện kém vui của người nông dân đồng bằng sông Cửu Long trong vụ thu hoạch lúa hè thu 2019 cùng những thông tin sản xuất nông nghiệp đáng chú ý tại Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục chia sẻ với quý vị trong 15 phút thời lượng của chương trình. Và sau đây là phần điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Lâm Đồng chi khoảng 37 tỷ đồng để nâng cao chất lượng giống cây trồng. Lâm Đồng đẩy mạnh chế biến cà phê, phấn đấu đến hết năm 2020, đảm bảo năng lực chế biến được 90-95% sản lượng cà phê nhân của tỉnh và đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu. Giá lúa hè thu sớm xuống thấp, nông dân thua lỗ nặng. Thưa quý vị, năm 2019, tỉnh Lâm Đồng dành khoảng 37 tỷ đồng để nâng cao chất lượng giống cây trồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 3,6 tỷ đồng, phần còn lại do các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình đối ứng. Với nguồn kinh phí nói trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng tập trung hỗ trợ các đơn vị, cơ sở sản xuất nhập khẩu, mua bản quyền giống cây trồng. Số kinh phí gần 1,9 tỷ đồng, còn lại được phân bổ cho 12 huyện, thành trong tỉnh, chuyển đổi các loại giống cây trồng mới đạt chất lượng cao hơn. Theo đó, mỗi địa phương thực hiện thấp nhất từ 50 đến 80 triệu đồng, cao nhất từ 250 triệu đồng đến gần 350 triệu đồng. Những giống cây trồng chất lượng cao được ngân sách hỗ trợ chuyển đổi gồm giống rau, hoa bản quyền nhập khẩu, sầu riêng, măng cụt, cà phê, bơ, dứa. Với gần 175.000 hectare, cà phê hiện là loại cây trồng mang lại nguồn thu chủ lực cho hàng trăm ngàn nông hộ chuyên sản xuất, chế biến, thu mua nông sản ở Lâm Đồng. Để nâng cao giá trị cà phê, bên cạnh việc đổi mới trong quy trình đầu tư, chăm sóc cây trồng, tỉnh Lâm Đồng còn đẩy mạnh khâu chế biến nông sản. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có trên 560 cơ sở sơ chế, chế biến cà phê. 40% sản lượng cà phê Lâm Đồng đã được qua sơ chế. Tuy nhiên, công nghệ chế biến nông sản ở phần lớn doanh nghiệp Lâm Đồng nói chung, chế biến cà phê nói riêng, chủ yếu là chế biến thô, đơn giản. Vì thế, thông qua quy hoạch phát triển cà phê đến năm 2020, tỉnh Lâm Đồng đặt ra mục tiêu thu hút đầu tư, xây dựng mới các cơ sở chế biến cà phê nhân xuất khẩu với công suất 5.000 đến 20.000 tấn trên một nhà máy một năm tại thành phố Bảo Lộc, các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà. Nhà máy chế biến cà phê chè theo công nghệ chế biến ướt với công suất từ 2.000 đến 3.000 tấn trên một nhà máy một năm tại cụm công nghiệp Phát Chi, thành phố Đà Lạt. Phấn đấu đến hết năm 2020, các cơ sở chế biến đảm bảo năng lực chế biến được từ 90 đến 95% sản lượng cà phê nhân của tỉnh và đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu. Song song với việc đẩy mạnh chế biến để tăng giá trị cây cà phê, nhất là trong bối cảnh giá cà phê xuống thấp nhiều năm qua, bà con nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng xen nhiều loại cây ăn quả trong vườn cây công nghiệp dài ngày. Hiện hàng chục ngàn hecta cây ăn quả gồm sầu riêng, bơ, hồng, chanh dây, bưởi, cam và quýt đường đã được bà con nông dân ở các huyện Đạ Oai, Đạ Tẻ, Cát Tiên, Di Linh, Bảo Lâm tập trung đầu tư. Rất nhiều diện tích cây ăn quả nói trên được bà con nông dân trồng xen trong vườn cà phê nhằm từng bước xây dựng mô hình sản xuất nhiều tầng canh tác, nhiều nguồn thu nhập. Hiện nay, bên cạnh việc phát triển những diện tích cây ăn quả có giá trị kinh tế phù hợp với đặc thù sản xuất ở mỗi khu vực, các địa phương trong tỉnh còn ưu tiên xây dựng các hình thức liên kết như hợp tác xã, tổ hợp tác, v.v. nhằm thuận tiện cho việc cập nhật kỹ thuật canh tác, tiếp nhận những hỗ trợ của ngành chức năng và liên kết với doanh nghiệp bao tiêu nông sản. Liên tục chương trình, giá bán thấp và mưa lốc khiến người trồng lúa đồng bằng sông Cửu Long gặp khó. Chuyên mục con số hôm nay, 63 trên 63 tỉnh, thành phố xây dựng và phát triển 1.261 chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn. Chuyên mục chuyện nhà nông, cây sầu riêng trên đất Lâm Đồng. Thưa quý bà con, như trong chương trình trước, chúng tôi có cập nhật giá lúa thấp đang khiến hoạt động sản xuất lúa gặp nhiều khó khăn. Và theo ghi nhận cụ thể của phóng viên hiện nay, khu vực Đồng Tháp 10 nói chung và huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An nói riêng đang bước vào thời điểm thu hoạch vụ lúa hè thu 2019. Nhưng những ngày qua, đi đến đâu cũng nghe nông dân kêu thua lỗ vì giá lúa quá thấp. Đây là điều rất đáng buồn, không chỉ với người nông dân mà cho cả với ngành nông nghiệp. Vụ lúa hè thu năm nay, địa phương này gieo sạ hơn 28.700 hectare. Như thường năm, những diện tích đầu vụ như thế, giá lúa thường rất cao, nhưng năm nay thì ngược lại, làm cho nông dân rất thất vọng. Gia đình anh Lê Hoài Thanh, ấp Cả Nga, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng cho biết,
Vụ này canh tác 10 hecta với giống OM5451. Cách đây hơn 2 tuần, thương lái đặt cọc thu mua lúa của anh với giá 4.800 đồng một ký. Nhưng hiện giá lúa tuột nên đã bớt cho thương lái 100 đồng một ký. Còn những diện tích xung quanh đây cũng với giống OM5451 nhưng không có hợp đồng thu mua trước nên hiện tại giá bán chỉ với 4.500 đồng một ký. 4.500 nhưng mà lúc sau này nông dân lấy cọc thì có 4.400 luôn, có giá 4.400 nữa. Giá rất là thấp, năng suất thì không có. Nông dân mình nay là lãi rất là ít, có người có thể đất mướn thì có thể là lỗ vốn luôn. Như vậy, giá các loại lúa được thương lái thu mua tại ruộng chỉ dao động từ 4.000 đến 6.000 đồng một ký tùy loại giống. Các giống lúa hạt dài đang ở mức từ 4.400 đến 4.700 đồng một ký. Các loại lúa chất lượng cao cũng chỉ còn từ 4.800 đồng đến 6.000 đồng một ký. Cái hiện nay qua cái cơn dông vừa rồi thì lúa tỉ sập rất là nhiều. Cái này tăng chi phí mà năng suất nó sẽ bị giảm hơn, của thị trường 4-5 tấn. Thì nói chung là nếu mà cái hộ mà mướn á, thì có khả năng cũng sẽ bị lỗ, quê vốn tới lỗ chứ không có khả năng là lời. Có lẽ cũng như mọi năm, khi mà giá lúa quá thấp thì các địa phương và người trồng lúa lại kỳ vọng vào chính quyền, nhất là chính sách thu mua lúa tạm trữ của chính phủ để kéo giá lên. Tuy nhiên, nhiều nông dân mong muốn chính phủ phải đưa chính sách ra sớm hơn để nông dân thực sự được hưởng lợi từ chính sách đó. Cũng là câu chuyện về cây lúa, tiếp tục sẽ là một câu chuyện kém vui được ghi nhận từ tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị, trong những ngày qua, do mưa lớn kéo dài kèm theo dông lốc đã làm đổ ngã, ngập úng nhiều diện tích lúa hè thu sớm, giai đoạn sắp thu hoạch của bà con nông dân ở một số nơi trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Trong vụ hè thu sớm, bà con nông dân gieo sạ với diện tích trên 3.000 hectare. Hiện nay đang vào mùa thu hoạch, nhiều hộ do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài vừa qua, lúa bị đổ ngã, gây thiệt hại đến năng suất, chất lượng lúa. Gia đình ông Nguyễn Văn Nam gieo sạ 8 hectare lúa giống IR50404. Ông Nam cho biết, từ khi gieo sạ đến khi trổ đều, lúa phát triển rất tốt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng đợt cơn mưa kéo dài, kèm theo dông lốc vừa qua, đã làm diện tích lúa của gia đình ông đổ ngã, sát mặt ruộng, ngập nước. Đầu sạ thì lúa tốt, cũng bình thường, khi chỗ vẫn đẹp. Khi thiên tai mưa gió dội sạch coi như thu hoạch không được luôn, tay thì cũng đổ, mà nếu mà sắt máy cũng đổ. Giờ đó là lái vô nó chả có 2.500 thôi, nhưng mà giờ nó không có chịu mua luôn, giờ là nó mua là 300.000 một công. Lúa này cái cắt lên là về đem bỏ thôi, chứ gà vịt gì thì không ăn được luôn, là nó thúi hột lúa luôn rồi đó. Trong tổng diện tích trên 3.000 hectare vụ hè thu sớm của xã Mông Thọ A, huyện Châu Thành, Kiên Giang, đến nay, bà con nông dân đã thu hoạch trên 80% diện tích gieo sạ. Như vậy, vụ hè thu sớm này, chi phí đầu tư sản xuất cao, trong khi lúa giảm năng suất và có hộ bị mất trắng. Bà con nông dân mong muốn các ngành nhà nước có phương án khảo sát, hỗ trợ, tạo điều kiện để bà con tiếp tục đầu tư sản xuất vụ mùa tiếp theo. Xin được chuyển đến một thông tin rất đáng chú ý khác. Trong chương trình mới đây, ở một con số hôm nay, chúng tôi có đề cập đến con số ấn tượng về tốc độ tăng trưởng của ngành xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ nước ta. Thực tế, Việt Nam là một trong số các quốc gia được hưởng lợi từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong đó, gỗ và các sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam được dự báo là sẽ tiếp tục tăng nhanh về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này. Nguyên nhân là các nhà nhập khẩu Mỹ đang dịch chuyển đơn hàng tới các nước ngoài Trung Quốc để tránh mức thuế áp đặt lên các sản phẩm gỗ và đồ gỗ. Đây là cơ hội rất lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về gian lận xuất xứ từ Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ. 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm đồ gỗ đạt 4,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018. Mỹ tiếp tục là thị trường số 1 khi chiếm đến 45,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Cái đơn hàng từ Trung Quốc giờ nó cũng chuyển dịch sang Việt Nam khá nhiều. Và nó cũng dẫn đến là các cái số lượng cũng tăng lên. Theo thống kê, dòng vốn FDI đầu tư vào ngành gỗ thời gian qua cũng tăng trưởng rất mạnh, đặc biệt là dòng vốn đầu tư Trung Quốc. Tuy nhiên, quy mô vốn trung bình cho một dự án chỉ đạt khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, các dự án đầu tư FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam thời gian qua có thể là chiến lược của nước này nhằm né thuế xuất khẩu vào thị trường Mỹ.
Con số xuất khẩu của mình nó phản ánh lên cái sự lớn mạnh của ngành công nghiệp gỗ trong đất nước mình, và đặc biệt là nó phục vụ cho cái vấn đề là xã hội cũng như là vấn đề kinh tế của Việt Nam. Nhưng mà nếu mà chỉ là những cái sản phẩm giống như là nó trá hình thì đương nhiên nó không có lợi gì cho kinh tế Việt Nam cả, mà lại đồng thời nó có thể tạo ra một cái ảnh hưởng xấu trong cái con mắt của những nhà nhập khẩu Hoa Kỳ hoặc chính phủ Hoa Kỳ. Nếu điều này xảy ra sẽ ảnh hưởng lớn tới uy tín xuất khẩu của Việt Nam. Để ngăn chặn, cảnh báo, thời gian qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với các địa phương đi kiểm tra thực tế, đồng thời đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có các biện pháp ngăn chặn. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong đó Bộ Công Thương là chủ trì sẽ kiểm soát chặt chẽ cái xuất xứ hàng hóa để làm sao không ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam. Năm 2019, ngành chế biến gỗ và lâm sản đạt mục tiêu xuất khẩu 10,5 tỷ đô la Mỹ. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang giúp Việt Nam gia tăng kim ngạch xuất khẩu, nhưng cũng đang xen không ít những rủi ro nếu không kiểm soát tốt về đầu tư FDI, nguồn nguyên liệu đầu vào và các sản phẩm xuất khẩu. Đây cũng là kiến nghị của các doanh nghiệp gửi tới chính phủ để bảo vệ sự phát triển cho ngành chế biến gỗ. Quý bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động, và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 1.261, đây là số lượng chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn được xây dựng và phát triển tại nước ta tính đến thời điểm này. Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay đã có 63 trên 63 tỉnh thành phố xây dựng và phát triển 1.261 chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, 1.456 sản phẩm và 3.177 địa điểm bán sản phẩm đã kiểm soát theo chuỗi. Để đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm, các địa phương đã đẩy mạnh thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm. Trong đó, phát hiện vi phạm của 56.816 cơ sở trên tổng số 347.503 cơ sở được kiểm tra, xử phạt hành chính 8.409 cơ sở với số tiền trên 24,2 tỷ đồng, áp dụng hình thức xử lý bổ sung như đình chỉ hoạt động, tiêu hủy sản phẩm, đình chỉ lưu hành sản phẩm không đạt yêu cầu an toàn thực phẩm. Đến nay, toàn quốc có 182 phòng kiểm nghiệm thực phẩm của ngành y tế và nông nghiệp, 198 cơ sở được chỉ định. Trong tổng số 116.017 mẫu thực phẩm được xét nghiệm, có 11.305 mẫu không đạt chỉ tiêu lý hóa vi sinh. Mặc dù công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, trong đó trọng tâm là an toàn trong sản xuất nông nghiệp, đã đạt nhiều bước tiến đáng kể, nhưng theo đánh giá, hiện nước ta vẫn còn chậm trong xử lý dứt điểm tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất nông sản, thủy sản, sử dụng phụ gia thực phẩm, giết mổ không bảo đảm an toàn thực phẩm. Thưa quý bà con, nhiều năm trở lại đây, trồng sầu riêng chính là hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã được nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tập trung triển khai. Hướng đầu tư nói trên đã giúp nhiều nông hộ nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình. Cây sầu riêng đã bám rễ trên vùng đất Lâm Đồng từ nhiều thập niên về trước. Tuy nhiên, nhờ giá thu mua trên thị trường khá cao và ổn định, nên vài năm trở lại đây, loại cây trồng mới này thực sự được nhiều nông hộ trong tỉnh tập trung phát triển bài bản. Thống kê của ngành chức năng, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 8.520 hecta sầu riêng, trong đó non nửa diện tích đang trong giai đoạn kiến thiết, cơ bản, 4.520 hecta còn lại đang kỳ kinh doanh, với năng suất đạt từ vài chục đến trên 100 trái một cây, mỗi trái có trọng lượng từ 2 đến trên 3 kg. Hiện nay, nông dân Lâm Đồng đã đưa vào trồng những giống sầu riêng năng suất, chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và khắt khe của thị trường. So với các loại cây thì cái hàng sầu riêng bây giờ nó đang thịnh, đang thu nhập cao rồi kinh tế. Đầu tư thì mức độ nó cũng vừa phải thôi, nhưng mà cái lợi nhuận nó cao hơn các loại cây khác. Hiện nay, sầu riêng Lâm Đồng được bà con nông dân canh tác theo hai hình thức, gồm có trồng thuần hoặc trồng xen trong vườn cây công nghiệp dài ngày hiện có. Đặc biệt với hình thức trồng sầu riêng xen trong vườn cà phê, bà con nông dân vừa tạo được hệ thống chắn gió và che bóng cho cây cà phê, vừa có thêm thu nhập. Trong bối cảnh giá cà phê xuống thấp, giá sầu riêng ổn định ở mức cao nhiều năm qua, hình thức đầu tư nói trên được bà con nông dân ưu tiên triển khai. Cây cà phê thì nó không đúng mùa với cây sầu riêng. Cây cà phê là nó vào mùa khô, thế còn cây sầu riêng nó lại đang ở mùa mưa, cho nên nó không đúng mùa. Thời điểm mà thu hoạch cà phê xong, bắt đầu làm cây sầu riêng sang cái giai đoạn để làm bông, tức là lúc đấy nó có mắt cua.
Chính nhờ sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý mà những năm gần đây nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có nguồn thu khả quan từ cây sầu riêng, nhất là ở những khu vực chuyên canh cây cà phê do giá thu mua cây công nghiệp dài ngày này trên thị trường nhiều năm gần đây vẫn luôn ở mức thấp, nên chính nguồn thu từ cây sầu riêng được trồng xen trong vườn đã giúp bà con ổn định cuộc sống, từng bước tích lũy để có kế hoạch đầu tư sản xuất nông nghiệp ngày càng khoa học và hiệu quả hơn. Thưa quý vị, nội dung đáng chú ý vừa rồi của chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc có thể gọi điện về số 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.